Kết quả khảo sát của ABC News IPSOS được công bố vào ngày 5 tháng 5 cho thấy kinh tế và lạm phát nằm trong số những vấn đề hàng đầu đối với cử tri Mỹ trong cuộc bầu cử tổng thống năm nay. 88% người Mỹ tham gia khảo sát cho biết nền kinh tế sẽ tác động quan trọng đến việc họ bỏ phiếu cho ai và 85% nói tương tự khi bàn về lạm phát. 46% người Mỹ tham gia khảo sát cho biết họ tin tưởng cựu Tổng thống Donald Trump trong lĩnh vực kinh tế, trong khi 32% chọn Tổng thống Joe Biden. 21% nói không tin tưởng cả hai ứng viên. 44% người tham gia khảo sát tin rằng ông Trump sẽ xử lý tốt tình trạng lạm phát. 30% nghĩ ông Biden sẽ làm tốt hơn. 25% không tin tưởng ứng viên nào. 43% số người được hỏi cho biết tình hình tài chính của họ không khá hơn từ khi ông Biden trở thành Tổng thống. 40% nói tình hình vẫn như cũ và 16% khá giả hơn. Về cuộc tái đấu giả định giữa ông Biden và ông Trump tháng 11 tới, 46% người tham gia khảo sát ủng hộ ông Trump và 44% ủng hộ ông Biden. Tuy nhiên, trong số những cử tri đã đăng ký đi bỏ phiếu, 46% ủng hộ ông Biden và 45% ủng hộ ông Trump. Ông Biden cũng được coi là trung thực và đáng tin cậy hơn ông Trump. Theo kết quả thăm dò, về việc bảo vệ nền dân chủ, hai ứng viên nhận được tỷ lệ ủng hộ ngang nhau. Cuộc khảo sát của ABC News IPSOS được thực hiện trực tuyến với 2.260 người trưởng thành ở các nhóm cử tri Cộng hòa Dân chủ và Độc lập từ ngày 25 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4. Tổng thống Mỹ Joe Biden và người tiền nhiệm Donald Trump sẽ tái đấu vào tháng 11 khi hai ứng viên đều đã đạt đủ số đại biểu cần thiết để nhận đề cử từ Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa. Đây sẽ là trận tái đấu đầu tiên kể từ năm 1956. Cuộc đua năm nay diễn ra trong bối cảnh thế giới và nội bộ Mỹ có nhiều diễn biến khó lường. Sự ủng hộ dành cho ông Biden và ông Trump trong kết quả các khảo sát không chênh lệch quá lớn. Theo trung bình kết quả các thăm dò do RealClear Politics tổng hợp vào ngày 6 tháng 5, ông Trump nhận được 46,1% ủng hộ, tỷ lệ của ông Biden là 44,9%. Trong khi đó, trung bình kết quả các thăm dò do Decision Desk HQ The Hill tổng hợp vào ngày 7 tháng 5 cho thấy ông Biden dẫn trước ông Trump lần đầu tiên kể từ tháng 10 năm 2023, tỷ lệ 45% với 44,9%. Ông Biden và ông Trump đều đang phải đối mặt với hàng loạt thách thức riêng. Với chênh lệch xích sao, cục diện đường đua vào Nhà Trắng năm nay dễ xoay chiều cả theo hai hướng trong tháng 6 tới. Hai ứng viên đều khiến cử tri Mỹ lo ngại về sức khỏe. Ông Biden 81 tuổi và ông Trump 77 tuổi đều là các ứng viên chính đảng lớn tuổi nhất lịch sử Mỹ. Ông Trump và ông Biden nhiều lần khẳng định vẫn đủ năng lực để đảm nhiệm vị trí ông chủ Nhà Trắng. Tổng thống Biden hồi tháng 2 tới trung tâm quân y Walter Reed gần thủ đô Washington để kiểm tra sức khỏe thường niên và rời đi sau 2,5 giờ. Đây là đợt kiểm tra sức khỏe cuối cùng của ông Biden trước cuộc bầu cử tháng 11. Tổng thống vẫn đủ khỏe để đảm đương công việc và thực hiện đầy đủ mọi trách nhiệm của mình mà không có trường hợp ngoại lệ hay điều chỉnh nào, bác sĩ Nhà Trắng Kevin O'Connor cho biết. Tổng thống Biden phải đeo máy trợ thở để điều trị hội chứng ngưng thở khi ngủ và cải thiện chất lượng giấc ngủ. Ông Biden cũng gặp hàng loạt vấn đề như đi lại khó khăn do thoái hóa cột sống và điều trị rút tủy răng nhưng không có thay đổi đáng kể nào so với năm ngoái. Bác sĩ Bruce Adonquan của ông Trump tháng 11 năm 2023 kết luận cựu Tổng thống có sức khỏe tuyệt vời và bài kiểm tra nhận thức đạt kết quả xuất sắc. Ông Trump đã giảm cân nhờ cải thiện chế độ ăn uống và duy trì hoạt động thể chất hàng ngày, trong khi có lịch trình rất bận rộn, Adonquan viết. Tuy nhiên, giới quan sát vẫn cho rằng một tình huống y tế khiến một hoặc cả hai ứng viên buộc phải rời khỏi cuộc đua không phải là không thể xảy ra. Yếu tố thứ hai là xung đột trên thế giới với hai cuộc chiến đáng chú ý đang diễn ra là Nga-Ukraine và Israel-Hamas. Binh sĩ Mỹ không tham chiến trực tiếp, nhưng hai sự kiện vẫn tác động đáng kể đến chính trường nước này. Nỗ lực viện trợ thêm cho Ukraine của chính quyền Tổng thống Biden đã bị phe Cộng hòa tại Hạ viện cản trở suốt nhiều tháng, trước khi được thông qua cuối tháng trước, đồng thời ông Biden phải tìm cách phản ứng phù hợp với cuộc xung đột ở Trung Đông. Hàng loạt cuộc biểu tình gần đây đã nổ ra tại các trường đại học tại Mỹ để phản đối nước này tiếp tục viện trợ tài chính cho Israel. Phe chỉ trích còn phát động chiến dịch chọn không bầu cho ứng viên nào trong các cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân Chủ tại các bang để thể hiện sự phản đối. Dù đã có đủ số đại biểu cần thiết, động thái này vẫn gây lo ngại cho chiến dịch tranh cử của ông Biden. Ngoài ra, nếu xung đột lan rộng như Iran tham gia nhiều hơn vào chiến sự Israel-Hamas, Mỹ có thể cần phải can thiệp. Chiến dịch của ông Biden có thể hưởng lợi hoặc thụt lùi tùy thuộc vào quan điểm của công chúng. Kinh tế có thể trở thành lực cản với ông Biden. Thăm dò gần đây cho thấy đây là mối quan tâm hàng đầu của cử tri năm nay. Tỷ lệ thất nghiệp đang thấp kỷ lục dưới 4%, nhưng nhiều người dân Mỹ tỏ ra bi quan bởi lạm phát vẫn duy trì trên mức mục tiêu là 2% của Cục Dự trữ Liên bang FED. Nếu kinh tế Mỹ suy giảm, ông chủ Nhà Trắng sẽ khó thuyết phục cử tri bằng thông điệp kinh tế. Mặt khác, lạm phát giảm tạo điều kiện để FED hạ lãi suất lần đầu tiên sau nhiều tháng, có thể mang đến sự lạc quan mà ông Biden cần. Ứng viên Tổng thống bên thứ ba cũng là biến số khó lường, dù họ thường chỉ nhận được không quá 10% sự ủng hộ. Năm nay, ứng viên độc lập gây chú ý là Robert F. Kennedy Jr., là cháu ruột cố Tổng thống Mỹ John F. Kennedy. Kennedy Zia tuyên bố tranh cử hồi tháng 4 năm 2023 với tư cách là ứng viên Đảng Dân Chủ, sau đó chuyển thành ứng viên độc lập. Ủy ban Quốc gia Đảng Dân Chủ năm nay đã lập một nhóm để ứng phó với các ứng viên bên thứ ba và độc lập. Ông Trump cuối tháng 4 công kích Kennedy Zia là ứng viên tự do cực tả do phe Dân Chủ cai vào nhằm giúp ông Biden thắng cử. Ông Kennedy Zia đôi khi nhận được hơn 10% sự ủng hộ nhưng vẫn cần cải thiện vị thế để có thể tham gia tranh luận trực tiếp vào mùa thu. Nếu thành công, đây sẽ là cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên có 3 ứng viên tổng thống tham gia trong 3 thập kỷ. Ngoài Kennedy Zia, đường đua năm nay còn có 2 ứng viên độc lập là Cornel West và Jean Stein từ Đảng Xanh. 2 ứng viên này không nhận được quá 2% ủng hộ trong những khảo sát gần đây. Ứng viên thứ ba có thể hút bớt phiếu bầu của ứng viên hai chính đảng. Kết quả thăm dò do NBC News thực hiện công bố vào ngày 1 tháng 4 cho thấy ông Trump dẫn trước đối thủ Biden 2% nếu đối đầu trực tiếp. Tuy nhiên, khi bổ sung Kennedy Zia vào thăm dò, ông Biden đảo ngược tình thế. Phiên tòa xử ông Trump tại New York về vụ làm giả hồ sơ kinh doanh để chi tiền, ém thông tin bất lợi khi tranh cử năm 2016 cũng là yếu tố đáng chú ý. Tòa hình sự Manhattan bắt đầu xử hôm 15 tháng 4, dự kiến kéo dài 6 tuần. Đây có thể là phiên tòa hình sự duy nhất trong 4 vụ truy tố mà ông Trump phải đối mặt diễn ra trước ngày bầu cử. Nếu Trump được tuyên vô tội, ông sẽ có thêm động lực để chứng minh các cáo buộc nhằm vào mình mang động cơ chính trị. Nếu bị kết tội, đây sẽ là tình huống chưa từng có trong lịch sử Mỹ, nhưng tác động chưa rõ ràng. Cuộc thăm dò của Yahoo News và YouGov hồi giữa tháng 4 cho thấy 57% người Mỹ nhận định làm giả hồ sơ kinh doanh để che giấu việc trả tiền cho một ngôi sao khiêu dâm là tội nghiêm trọng. Tỷ lệ cho rằng nếu Trump bị kết án về một tội nghiêm trọng trong những tháng tới, ông không được phép giữ chức Tổng thống một lần nữa, cũng là 57%. Cuộc thăm dò của CNN và SSAS Opinion Panel cuối tháng 4 cho thấy khoảng 3/4 số cử tri ủng hộ ông Trump nói rằng sẽ gắn bó với ông ngay cả khi ông bị kết tội. 24% nói rằng một bản án có thể khiến họ xem xét lại sự ủng hộ của mình. Tuy nhiên, phần lớn khẳng định họ sẽ không bầu cho ông Biden. Vụ kiện ở Manhattan sẽ kết thúc trước ngày bầu cử. Nếu bị kết tội, ông ấy có thể bị cử tri độc lập xa lánh hay không? Có thể. Scott Chanter là giám đốc khoa học dữ liệu tại Decision Desk HQ, website chuyên đưa tin về kết quả bầu cử Mỹ nói, nhưng không cho rằng việc này sẽ tác động lớn đến cử tri Mỹ nói chung. Chiến dịch của tranh cử của Tổng thống Joe Biden và Ủy ban Quốc gia Đảng Dân Chủ DNC đã quyên góp được hơn 51 triệu đô la Mỹ trong tháng 4, thấp hơn tổng số 90 triệu đô la Mỹ họ quyên góp được trong tháng 3 và ít hơn con số 76 triệu đô la Mỹ mà ông Donald Trump và Đảng Cộng hòa báo cáo thu được trong tháng vừa qua. Đây cũng là lần đầu tiên ông Donald Trump vượt Tổng thống Joe Biden về số tiền gây quỹ tranh cử. Chiến dịch tái tranh cử của ông Biden cho biết họ có 192 triệu đô la Mỹ tiền mặt tính đến cuối tháng 4 năm 2024, cao hơn bất kỳ ứng cử viên Đảng Dân Chủ nào trong lịch sử. Nhưng những số liệu cũng cho thấy chiến dịch của ông Biden đang tiêu tiền nhanh như khi huy động được. Kể từ khi Tổng thống Biden tuyên bố tranh cử vào tháng 4 năm 2023, nhóm của ông cho biết 96% các khoản tiền quyên góp là dưới 200 đô la Mỹ, bên cạnh 1,8 triệu nhà tài trợ hiện đóng góp gần 4,9 triệu đô la Mỹ. Trong khi đó, cựu Tổng thống Donald Trump đã trở thành ứng cử viên tranh cử Tổng thống của Đảng Cộng hòa vào tháng 3 và hiện có thể huy động tiền với Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa, ANC, nơi con dâu ông giữ chức đồng chủ tịch. Số tiền gây quỹ cho chiến dịch tranh cử tháng 4 của ông Trump còn được thúc đẩy nhờ khoản tiền kỷ lục là 50,5 triệu đô la Mỹ huy động được trong một sự kiện với các nhà tài trợ hồi đầu tháng tại Palm Beach, Florida. Theo nhiều nguồn tin, ông Trump được cho là đang gặp phải tình trạng khó khăn về tài chính do phí luật sư tăng cao và phải trả khoản thanh toán pháp lý không nhỏ từ các vụ án hình sự và dân sự mà ông đang bị xét xử. Hôm 20 tháng 5, nhóm Chef America của ông Trump đã nộp hồ sơ lên Ủy ban bầu cử liên bang, cho thấy ông giành được hơn 3,3 triệu đô la Mỹ cho việc chi tiêu pháp lý trong tháng qua. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy ông Trump và ông Biden đang trong một cuộc đua xít sao về tỷ lệ ủng hộ cũng như số tiền gây quỹ.